chào các anh chị. Hiện tại thì Thắng đang ngồi ở ngoài một cái công viên gần nhà, đang ngồi đọc lại vài thứ linh tinh nên là rảnh ngồi nói chuyện với các anh chị về cái việc mà những cái bước đầu tiên mà khi mà định quyết định mua bán cái cổ phiếu nào đó thì nên làm cái điều gì đầu tiên. Thì điều đầu tiên mà theo cá nhân Thắng thì theo Thắng thì nên là đọc báo cáo hoạt động kinh doanh đầu tiên. Tại sao lại như vậy? Có rất nhiều người mà khi quyết định mua bán cổ phiếu nào đó thì điều đầu tiên họ làm là kiểm tra cái lợi nhuận sau thuế, kiểm tra lợi nhuận sau thuế trên trang cà phê. Nhưng mà thực tế không phải như vậy, không phải như vậy. Anh chị sẽ đặt ra cái câu hỏi là tại sao lại không phải là bước đầu tiên là kiểm tra lợi nhuận sau thuế mà lại là kiểm tra cái báo cáo hoạt động kinh doanh? Bởi vì thưa với các anh chị là nó có hai vấn đề như thế này. Vấn đề thứ nhất là nếu như anh chị đầu tiên mà kiểm tra ngay cái lợi nhuận kinh doanh thì anh chị sẽ gặp những cái trường hợp mà doanh nghiệp có lợi nhuận kinh doanh bất thường, đặc biệt trong một vài năm gần đây. Điều đó sẽ đưa cho các anh chị tới một cái suy nghĩ là doanh nghiệp đang có một mức lợi nhuận sinh lợi rất là cao. Nhưng mà cái việc sinh lợi rất là cao đó nó bắt nguồn từ đâu, nó đến từ cái dòng tiền nào thì anh chị không nắm được. Và chính vì không nắm được nên dễ xảy ra cái tình trạng là đánh giá không đúng, không trúng vào về cái doanh nghiệp mà mình đang xem xét. Chính vì vậy nên là khi mà nghe thấy ai đó nói về một cái doanh nghiệp, một cái tên cổ phiếu nào thì anh chị cái điều đầu tiên sẽ làm tất nhiên là sẽ là mở KPF để gõ mã cổ phiếu vào xem là nó là công ty gì. Mà chỉ nhìn qua những cái thông số cơ bản, giống mà cái bước đầu tiên là nhìn cái hoạt động kinh doanh theo kiểu là nhìn cái lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp là điều chưa được hợp lý lắm theo cái cách nhìn của Thắng và những cái kinh nghiệm mà Thắng đang có được. Thì điều đầu tiên lại là phải làm là phải xem cái báo cáo hoạt động kinh doanh. Vì thế này, trong báo cáo hoạt động kinh doanh nhá, thì đây chẳng phải bởi vì Thắng nhớ không hết được, nhưng mà trong báo cáo hoạt động kinh doanh thì nó thường đâu đó có khoảng 10 cái mục, mà 10 cái mục này thì Thắng sẽ lần lượt buổi hôm nay sẽ làm rõ từng mục một cho anh chị và các bạn hiểu hơn về các cái mục này và những mục đích của việc xem cái báo cáo hoạt động kinh doanh này để làm gì. Thì cái mục mà trong báo cáo hoạt động kinh doanh nó thường hay anh chị đọc vào là nhìn thấy ngay, mục thứ nhất đó là mục doanh thu, mục thứ hai đó là mục giá vốn hàng bán, mục thứ ba đó là mục lợi nhuận gộp, mục thứ tư là chi phí từ hoạt động kinh doanh, mục thứ năm là mục chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, mục thứ sáu là mục chi phí nghiên cứu và phát triển, mục thứ bảy khấu hao, mục thứ tám là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, rồi sau đó mới đến các cái vấn đề liên quan đến lãi vay, rồi một số các cái chi phí lãi vay, lãi lỗ do thanh lý tài sản, các vấn đề mà được gọi là đặc biệt đặc biệt với từng doanh nghiệp. Nhưng mà thường thì một doanh nghiệp bình thường sông nên là nó hơi gió nghe nó hơi khó nghe một chút, anh chị cũng khó nghe một tí ạ. Thì như thế này chúng ta lại phải đặt ra với nhau vấn đề là ủa tại sao cái ông này ông lại nói là đọc cái này trước thì được cái gì, đúng không? Đặt ra cái câu hỏi đó mà sao là không xem phần lợi nhuận, rồi giống như mọi ông hay nói là lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, rồi xem lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, rồi xem cái này cái kia. Thực tế mới chỉ xem cái lợi nhuận không, anh chị sẽ không biết được lợi nhuận nó đi từ đâu mà đến, nó đến từ đâu. Nên là quay sang đọc cái báo cáo hoạt động kinh doanh nhá, thì đầu tiên anh chị sẽ biết được rằng tất nhiên là nghe tới tên công ty, có rất nhiều người sẽ chưa biết được là tên công ty này đang làm cái gì, hoạt động vào lĩnh vực gì. Như Thắng thì Thắng đọc qua vì thực cầu gần như là doanh nghiệp nào Thắng cũng đã từng đọc qua báo cáo nên là Thắng nghe cái là Thắng biết nó là hoạt động lĩnh vực gì rồi. Nhiều anh chị mới nghe ai đó khuyến nghị một cái cổ phiếu nào đó là bắt đầu là vào trong cà phê ép, nhìn thoáng qua
nhìn thoáng qua thì không có nhận biết được rằng là nó đang hoạt động kinh doanh gì, thì chúng ta mới phải là lôi cái báo cáo hoạt động kinh doanh lên, báo cáo quý hoặc báo cáo năm thì tốt nhất, báo cáo năm sau đó mới nhìn nhận lại xem là doanh thu bán hàng, năng lực bán hàng của cái doanh nghiệp này đến từ đang cái lĩnh vực kinh doanh là đến từ cái gì, và doanh thu là họ đang bán cái gì. Đấy, làm rõ những vấn đề là họ bán cái gì. Lấy ví dụ như là ngành công ty sữa Vinamilk chẳng hạn, thì doanh thu chính của họ là buôn bán sữa, thì đó là cái nguồn tiền đến cho doanh nghiệp. Bất kỳ một doanh nghiệp nào thì cũng nguồn tiền đến cũng từ doanh thu. Đó là cái việc mà như thế chúng ta kiểm tra cái chuyện này thì chúng ta sẽ nhận biết và biết được rằng là doanh nghiệp này đang bán cái gì, buôn cái gì, và nguồn doanh thu chính nhất gọi là cái cốt lõi ấy, cái chính của nó là đến từ cái gì. Còn nếu như mà cái chính của nó chúng ta kiểm tra phát hiện ra rằng cái chính của nó gần như không có sự tăng trưởng, không có sự thay đổi, mà nó lại đến doanh thu từ gọi là thanh lý tài sản, hay là bán một cái gì đó nó đột biến, hay là doanh thu đó đến bất thường, không giống như bình thường thì doanh thu đến hàng quý hàng tháng nó đều đặn vẫn tăng trưởng ở một mức độ nhất định, nhưng mà chúng ta kiểm tra cái món này thì thấy là có gì đó nó không ổn ở đây, là doanh thu nó đến bất thường quá. Vậy thì từ cái đó ta mới đặt ra những câu hỏi vào cái cuốn sổ riêng của ta là cái quý này, cái năm này nó đến bất thường. Vậy nó đến bất thường từ đâu thì phải đọc trong thuyết minh báo cáo tài chính anh chị, thì sẽ thấy rằng là nó đến bất thường từ cái gì, rồi chúng ta mới bắt đầu định lượng dần dần từ góc một. Anh tôi tháng sẽ hướng dẫn cho các anh chị từng bước một, từng góc cạnh một. Có những người là chuyên dân tài chính thì sẽ hiểu vấn đề này, nhưng mà cũng có rất nhiều người không hiểu cái vấn đề này lắm đâu ạ. Thì sau cái phần doanh thu á, thì bởi vì cái doanh thu thì nó sẽ thể hiện được rằng nó thêm một ý nữa của doanh thu là doanh thu nó sẽ thể hiện được cái độ lớn của doanh nghiệp. Bởi vì cái doanh thu mà cực kỳ tức là trên 50.000 tỷ thì cho thấy rằng là với ở Việt Nam thôi thì cho thấy là cái độ lớn của những cái doanh nghiệp này là những doanh nghiệp rất là lớn. Những doanh nghiệp lớn này thì gần như là nó chiếm một cái thị phần nhất định ở trong nền kinh tế. Từ 20 đến 50 ngàn tỷ là những cái doanh nghiệp mà có doanh thu lớn như vậy là nó có lợi thế cạnh tranh, chiếm thị phần lớn ở trong nền kinh tế Việt Nam. Thì nhìn qua cái đó là anh chị thấy được rằng là đặc điểm đặc thù của cái thằng cha này là của cái doanh nghiệp này là nó nguồn doanh thu đến từ cái sản phẩm nào này, nó có nguồn doanh thu rất là lớn, và nguồn doanh thu rất là lớn thì chắc chắn là nó có một cái đóng góp nhất định nào đó trong cái ngành nghề nó đang kinh doanh. Còn nguồn doanh thu mà chỉ có vài tỷ hoặc vài chục tỷ thì những cái doanh nghiệp đó là những doanh nghiệp không đáng để quan tâm, không đáng để nói tới. Và cái thứ anh chị đang phân tích đó là gọi là thị trường ngách, thì thị trường ngách thì lại không dành cho phần đa tất cả các anh chị cùng tham gia, bởi vì phần ngách đó thì phải đạt được một cái mức độ, một trình độ nhất định nào đó thì mới hiểu chuyên sâu được. Vì cái mà chúng ta đang nói đến những cái doanh nghiệp lớn mà có doanh thu cao á, thì là không chỉ chúng ta tham gia mà rất nhiều các nhóm, các tổ chức, các nhà đầu tư lớn họ cùng tham gia, thì họ đã góp công vào cái câu chuyện là nghiên cứu phân tích để tạo nên cái bức tranh giá của cổ phiếu này, thì chúng ta an tâm hơn rất nhiều, tránh được những cái rủi ro bất thường mà doanh nghiệp nó gây ra. Đó là lý do tại sao mà Thắng thường hay hướng anh chị vào những cái cổ phiếu đó, có cái doanh thu cao, lợi thế cạnh tranh ngành lớn và có thị phần đóng góp không nhỏ cho cái nền kinh tế. Cái điểm thứ hai anh chị mới để ý đến đó là cái phần giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán thì thực ra là nếu câu người ta hay gọi là nó đúng hơn thì nó gọi là chi phí của doanh thu. Chi phí của doanh thu tức là cái nguồn chi phí để phải chi ra để có được hàng hóa về, ví dụ như doanh nghiệp mà thương mại thì là nguồn chi phí mua hàng để đem về để bán được doanh thu. Đến khi mà doanh thu trừ đi cái chi phí hàng bán, chi phí doanh thu này thì nó sẽ ra cái lợi nhuận gọi là lợi nhuận kinh doanh. Nhưng mà ít người để ý cái phần chi phí doanh thu, bởi vì cái chi phí doanh thu mà nếu như doanh nghiệp nào mà có một cái khả năng thu mua, khả năng mà lợi thế cạnh tranh nhất định, họ phân tích kỹ cái phần chi phí doanh thu này thì anh chị sẽ thấy rằng là họ là người có cái sức ảnh hưởng nhất định trong cái ngành đó, thì họ sẽ mua được với một cái chi phí vốn thấp nhất. Lấy ví dụ như là
là siêu thị và các siêu thị chẳng hạn, thì tại sao Copmark và Metro họ lại lấy được cái giá vốn của các nhà máy xí nghiệp ở mức thấp nhất? Tức là các nhà máy mà muốn đưa hàng vào Metro hay là Copmark hay là một số cái doanh nghiệp mà liên quan đến cái ngành phân phối hàng hóa, thì họ có một cái sức ảnh hưởng, tức là họ có doanh thu bán hàng lớn, rất là mạnh. Vì vậy nên họ kiểm soát cái phần cung hàng, nên họ ép các nhà phân phối, nhà cung cấp là phải đề cho họ một mức giá là thấp nhất có thể. Thì nhìn vào cái chi phí doanh thu này, nó gọi là chi phí hàng bán đó, cái gọi là giá vốn hàng bán đó, thì nó gọi có thể gọi một cái từ khác nữa là gọi là chi phí doanh thu. Thì càng thấp so với lại cái ngành họ đang kinh doanh, trong ngành họ thu mua được cái mức giá thấp nhất, càng thấp nhất thì lợi thế của họ sẽ cao nhất, và sau này thì cái lợi nhuận họ đạt được sẽ là lớn nhất. Thì từ cái chỗ giao vốn hàng bán này thì nó sẽ sinh ra lợi nhuận gộp thôi, bởi vì lợi nhuận gộp chính là cái phần doanh thu của cái doanh nghiệp đó mà trừ đi cái giá vốn hàng bán thì nó sẽ ra một cái lợi nhuận nhất định. Thì đây là cái điểm mấu chốt của một doanh nghiệp, đây chính là cái cò chính. Chỉ cần hai cái yếu tố này chúng ta làm rõ, chúng ta sẽ thấy được cái cò chính của doanh nghiệp, cái phần mà doanh nghiệp này đang kinh doanh cái gì, lợi nhuận đem lại từ của doanh nghiệp này là chính là từ đây, chứ không phải là từ những cái chuyện mà ví dụ như doanh nghiệp mà ngành tàu thủy lợi nhuận đến từ là vận tải hàng hóa, nhưng mà một cái quý nhất định nào đó tự nhiên đùng một cái là có một phần quản lý của biến từ việc bán con tàu cũ thì ra một cái trừ đi lấy cái chi phí gọi là cái doanh thu mà tổng là cộng với doanh thu của kho chính là cộng với cái doanh thu của bán cái con tàu cũ, trừ đi cái chi phí gọi là chi phí doanh thu á, nó là thấp, bởi vì cái phần mà thường là những cái tàu cũ nó đã khấu hao hết rồi, nên là trừ đi nó ra một cái mức lợi nhuận đột biến. Thì khi mà như vậy thì nó sẽ không phải là cái kho chính của doanh nghiệp. Thì năm nay có thể có tàu cũ để bán, sang năm không có tàu nào để bán nữa, thì nó không thể hiện được cái kho chính của doanh nghiệp, thì nó không thể hiện được cái điều mà chúng ta mong muốn, rằng là một cái doanh nghiệp mà mang tính chất bền vững mà cái chuyện tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cũng đến từ cái kho chính của nó, chứ không phải đến từ cái thứ mà đột biến bất thường.